tập cuối. Vivi, cậu tìm mình nè. Hai người làm gì thế? Ăn bánh sinh nhật. Vivi à, cậu là phụ nữ có chồng đấy, cậu phải chú ý hình tượng chút. Hình tượng gì chứ? Anh quản bằng cái anh đi. Phụ nữ có chồng thì em cũng là chồng của em ấy, chị biết chưa? Lâm Nhiên, chị Vivi, em cảm thấy những món ăn ở Michelin đều không ngon. Đó sinh nhật thì phải ăn xiên. Em cũng không biết mọi người thích ăn gì nên đã mua mọi thứ một ít. Mọi người không cần phải làm nó thành ra phiền phức như vậy. Chỉ là sinh nhật thôi mà. Năm nào tôi chẳng đón sinh nhật cùng Vivi. Tôi cũng đâu phải trẻ con. Tôi cũng không quan tâm những thứ này. Phải, không cần phải làm bù sinh nhật. Dẹp thôi, chúng ta đi thôi nào. Đi thôi, đi thôi, đi. Không ai được đi. Anh không quan tâm, nhưng em thì có. Bên trong có bánh ngọt em đã nướng. Ba đi lấy, lấy đi. Mau lên, được, anh đi. Chúc mừng sinh nhật, thổi nến đi. Việc hôm qua xảy ra đột ngột, để mọi người phải đợi lâu rồi. Quá thật ngại quá. Đều là người nhà cả mà, nói những điều này làm gì? Phải đó, đợi mình nói hết đã. Hôm nay à, chuyện quan trọng nhất là tôi muốn ở trước mặt mọi người chính thức nói xin lỗi với Lâm Nhiên. Em vĩnh viễn không cần phải xin lỗi anh. Ôi, em vĩnh viễn không cần phải xin lỗi anh. Được rồi, được rồi, không nói nữa. Cốc đầu tiên của chúng ta, chúc Lâm Nhiên sinh nhật vui vẻ. Vui vẻ, sinh nhật vui vẻ. Khóa cửa đi. Không cần chìa khóa. Hai chúng ta đã được khóa chặt rồi. Em biết không, hôm nay anh cực kỳ hạnh phúc. Vậy hài lòng rồi chứ? Giờ anh cảm thấy đến không khí cũng ngọt ngào. Đi thôi. Khóa cửa xong xuôi, cùng về nhà. Em nói xem, thực sự rất lâu rồi chúng ta mới được thảnh thơi ra ngoài đi dạo như vậy. Lê Tử, môi của anh mềm thật đấy, mềm hơn môi của bạn trai cũ của em nhiều. Mềm tới nhường nào? Hay là sắp xếp cho hai người thử? Chúng ta kết hôn đi. Anh nói gì vậy? Mối quan hệ của chúng ta đã có tiến triển lớn như vậy. Vì vậy cần phải nảy sinh quan hệ thì làm sao? Nam nữ yêu nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? Anh Lâm Nhiên,
Đi, kệ bọn họ. Đi. Đi thôi. Đi. Mời vào bên trong. Xin chào, xin mời vào. Em đi vào trong bếp một lát đã. Mời vào bên trong. Được. Mời vào bên trong. Xin chào. Biến. Chị vào trong trước nhé. Chị vào đi. Ừ, nên vào thôi. Cậu cũng ở đây à? Nhộn nhịp quá đi. Xin chào. Mới sáng ra đã phải cười tới cứng đơ cả mặt luôn rồi. Sinh viên xuất sắc thật không dễ làm. Bảo cậu đi bưng trà rót nước. Vậy cậu có đi không? Vậy thôi, để tôi đi đón khách đi. Quý Hàm, cậu phải đi rồi à? Lát nữa còn có tiệc đồ ngọt của chị Vivi kìa. Mình sợ không tới kịp chuyến bay lúc 10 giờ. Nói lời tạm biệt với mọi người trước. Được. Vậy sau khi ra nước ngoài, chăm sóc bản thân cho tốt. Chú ý an toàn. Đi đây. Tạm biệt. Thượng lộ bình an. Quý Hàm đâu? Tôi vừa mới nhận được tin nhắn. Mới đi chưa được bao lâu? Có lẽ còn chưa đi tới cổng trường. Đi rồi. Giống như lúc chúng ta đi học ấy nhỉ? Đúng là giống thật. Phải rồi. Trước đây nghe Lâm Nhiên nói em phải về trường để chuẩn bị học cao học. Chị còn đang lo tiệc trưởng thành, một mình chị làm không xuể. Dạ vâng, em biết hôm nay chị nhất định rất bận nên muốn tới đây giúp đỡ. Vậy cảm ơn em nhé. Đợi em thi qua rồi, chị và Lâm Nhiên sẽ mời em một bữa thịnh soạn. Quý Hàm, Cố Trinh, không phải là cậu nên ở trong trường sao? Tôi có lời muốn nói với cậu. Nói đi. Tôi nếu cậu không nói vậy thì tôi đi trước. Nhắn tin cho tôi sao? Tôi thích cậu. Tôi biết. Có lẽ cậu sắp đi nước ngoài rồi. Nhưng mà nếu cậu không muốn yêu xa, tôi có thể học TOEFL hoặc GRE. Tới lúc đó tôi sẽ đi tìm cậu. Cậu đồng ý cho tôi một cơ hội nhé. Lần tỏ tình này cũng là Lâm Nhiên bảo cậu tới. Không phải, không phải. Lần này không phải. Thực ra rất nhiều lần trước đó đều không phải. Đều là tự tôi muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn. Nhưng mà tôi không dám nói. Xin lỗi. Vì vậy cậu đồng ý làm bạn gái tôi nhé. Tôi sẽ đến học đại học Cornell ở New York. Vậy cậu có đồng ý không? Tôi nói tôi sẽ đến học đại học Cornell ở New York. Tôi biết, ban nãy cậu nói rồi. Vậy cậu có đồng ý không? Quý Hàm, rốt cuộc cậu có đồng ý không vậy? Cố Trinh, cậu thật ngốc.
Thượng lão bình an, đợi tôi qua đó. Xin chào, có thể kết bạn WeChat với bạn không? Tôi là chồng cô ấy. Có chuyện gì à? Có thể nói với tôi. Thật ngại quá, ngại quá. Đi. Cậu đẩy nói nhé, Hậu Phi. Được. Sao thế? Giận thật à? Em nghĩ xem, sao lại có thể ghen như thế chứ? Anh là dám tin chuyện kiếp à? Vậy ban nãy người đó muốn lấy WeChat của em, tại sao em lại cho? Chẳng phải anh đã đưa WeChat của anh cho bạn đó sao? Em còn chưa kịp cho. Em làm bánh ngọt không đường để bù đắp cho anh. Vậy được rồi chứ? Vậy nếu như anh không tới, có phải em sẽ cho anh ta WeChat? Đừng càng quấy nữa. Anh đâu có càng quấy. Xem ra phải để cho em một ký hiệu, để người khác biết em là phụ nữ có chồng. Sao Vivi còn chưa tới thế? Lâm Nhiên đâu? Chắc bọn họ sắp tới rồi. Em đợi thêm lát nữa, đừng sốt ruột. Kính thưa các vị lãnh đạo, các bạn sinh viên, tiệc trưa sắp được bắt đầu. Tiếp theo sẽ do người đại diện hội đồng trường của chúng ta, giám đốc điều hành tập đoàn Hoa Nặc, anh Cận Tử Xuyên lên một phát biểu đôi lời. Anh vào trong làm gì? Như Nguyệt, bánh ngọt mà ban nãy chị dặn em nướng đã được chưa? Em giúp chị lấy nó ra. Vâng. Bánh ngọt gì vậy? Bánh ngọt giấm tinh. Ai lại dùng giấm là bánh ngọt chứ? Em lừa anh à? Lừa anh. Bánh tặng cho tiểu giấm tinh thì đương nhiên phải dùng giấm rồi. Chị Vivi, bánh ngọt được rồi. Thơm quá, hình như rất thành công. Bà nếm thử bánh ngọt giấm tinh của anh đi. Đút anh ăn. Thế nào? Tiểu giấm tinh có phải rất ngon không? Là vị ngọt. Ngọt. Như Nguyệt, chuyện này là sao? Em xem. Em đang đi bệnh viện. Không cần đâu. Em ở đây làm bánh ngọt đi. Anh bảo Hậu Phi đi cùng anh. Như Nguyệt, em đi Lâm Nhiên đi bệnh viện. Dù sao Hậu Phi cũng là con trai, không đủ cẩn thận. Mau, hai người mau đi, mau lên. Không sao mà. Em làm bánh đi nhé. Anh Diên, cậu đi đâu đấy? Vừa hay muốn tìm cậu. Cậu mau chóng đưa cậu ấy đi bệnh viện đi. Mọi người đi bệnh viện trước đi. Tôi quay lại xem sao. Cháy rồi, cháy bếp rồi. Vivi, mau đi với tôi, đi. Mau chạy đi. Chuyện gì thế? Vivi vẫn còn trong bếp. Chúng ta đi xem. Bên này. Vivi. Vivi. Không sao chứ?
Vivi. Có cảm thấy khó chịu đâu không? Đến bây giờ tim anh vẫn đang đập liên hồi. Trái tim không đập thì sẽ chết đó. Trái tim là do cơ tim cấu thành. Cơ tim có tính hưng phấn, tính dẫn truyền, tính co giãn tự động có quy luật. Còn đói nữa không? Đưa cho em điện thoại. Trong một bữa tiệc kỷ niệm thành lập trường của một trường đại học nổi tiếng trong thành phố, trong bếp đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Tính tới thời điểm này đã có 25 người bị thương. Nguyên nhân cụ thể của vụ cháy vẫn đang trong quá trình điều tra. Bước đầu suy đoán là do đầu bếp làm bánh thao tác không đúng đã gây nên hỏa hoạn. Tòa soạn này bị gì thế? Chưa xác minh đã đăng bài tùy tiện. Không sao, bên cảnh sát điều tra rõ thì sẽ trả lại sự trong sạch cho em. Được rồi, em cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi cho tốt. Đường tinh luyện, đường thay thế. Lâm Nhiên, bài nhạc này có hay không? Đây là bài nhạc mình đặc biệt học từ Quý Hàm. Là cậu làm. Mình không hiểu cô đang nói gì. Là cậu làm, đúng chứ? Hôm nay cậu gọi mình tới đây chính là để nói điều này với mình. Tôi hỏi có phải là cậu làm không? Lâm Nhiên, thật ra mình sớm đã muốn đàn bài nhạc này cho cậu nghe rồi. Tên nó là Vũ Điệu Của Các Loài Hoa. Nói về trong lòng mỗi người đều có một bông hoa nhỏ đang nhảy múa. Khi cậu gặp được người cậu thích, nó sẽ không kìm nén nổi mà nhảy múa rộn ràng. Trong lòng cậu không có hoa, chỉ có sự ích kỷ. Cậu còn có mặt mũi để nhắc tới Quý Hàm, chiếc váy hôm kỷ niệm thành lập trường. Sổ ghi chép đều là cậu làm. Quý Hàm đã tha thứ cho cậu rồi. Tôi không có lời gì để nói. Nhưng Đường Vivi là bạn gái tôi. Cậu dựa vào cái gì mà làm như vậy? Mình đâu có. Mình làm những chuyện này còn không phải là vì cậu. Vì tôi. Tôi có bảo cậu đi hại người sao? Mình cũng rất thích Quý Hàm. Mình cũng rất thích chị Vivi. Bọn họ đều là người tốt. Cậu nghĩ mình không biết những chuyện này là sai? Nhưng mình có thể làm gì chứ? Mình cũng rất dằn vặt. Rõ ràng bọn họ có nhiều như vậy, nhưng vẫn muốn chiếm đoạt cậu. Nhưng mình không giống bọn họ. Mình chỉ có mình cậu. Cậu thừa nhận rồi. Không có chứng cứ, tại sao mình phải thừa nhận? Hơn nữa, cậu nghĩ bọn họ thực sự tốt với cậu sao? Đường Vivi chẳng phải là còn lấy bánh ngọt có đường cho cậu ăn, suýt chút nữa hại chết cậu. Chỉ có mình mới là người yêu cậu nhất. Lâm Nhiên, đừng chạm vào tôi. Có tin giờ tôi sẽ báo cảnh sát không? Vì cậu, đến cả giới hạn chịu đựng và danh dự mình cũng không cần. Sao cậu lại nhẫn tâm làm mất đi tương lai của mình chứ? Cậu nghĩ cậu như vậy còn có tương lai sao?
Lâm Nhiên, nếu như cậu ở bên cạnh mình, chuyện gì mình cũng có thể nghe theo cậu. Mình rất sẵn lòng dâng hiến tất cả mọi thứ. Nói xong rồi. Lâm Nhiên, cậu đừng đi, đừng chạm vào tôi. Kết quả điều tra cho thấy có dấu vết của việc có người đã xoay van điện ở hiện trường phòng bếp, dẫn đến phụ tải tăng lên nhanh chóng, cuối cùng đã gây nên hỏa hoạn. Xin cô phối hợp với bên cảnh sát điều tra. Vivi, thế nào rồi? Sắp xong rồi. Anh mau đi tiếp khách đi, vất vả rồi. Vậy anh qua đó nhé. Vâng, anh đi đi. À phải rồi, bánh ngọt không đường chị chuẩn bị cho Lâm Nhiên, em làm giúp chị nhé. Không đường, có đường. Lò nướng. Điều chỉnh nhiệt độ bánh. Chị Vivi, Lâm Nhiên, thật ra chỉ là mình vẫn luôn thích một người. Mình làm như vậy là sai sao? Đi thôi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Anh đạt giải rồi sao? Chuyện nhỏ, sớm đã đoán được rồi. Cũng được lắm. Vậy có thưởng không? Không có. Đi đánh răng đi. Vậy đánh răng xong có thưởng không? Đi đánh răng. Alo. Là công ty tổ chức tiệc cưới phải không? À thì cô giúp tôi chuẩn bị một vài phương án tổ chức đám cưới. Phải. Càng nhiều càng tốt. Trông cậu đẹp trai đấy. Xuất phát thôi. Cậu là cậu của cháu. Xuất phát là do cháu nói sao? Cậu nói xuất phát mới xuất phát. Dần dần. Được rồi, xuất phát thôi. Đi thôi, đi thôi. Đẹp quá. Em muốn chiếc này. Được.
Có dữ ý không? Rất đẹp. Alo. Chị Vivi, mau mau mau, em đưa chị tới một nơi. Mau mau mau, đi đâu? Đi rồi sẽ biết. Nào. Từ từ thôi, mau đi. Đi đâu thế? Em nói chị nghe. Chị cứ đi rồi sẽ biết, mau. Đây đây. Bố, con gái, bố sẽ không chăm sóc con nữa. Nhưng mà bố tìm được một người thay bố chăm sóc cho con. Vivi, em nhất định phải hạnh phúc đấy. Vivi, đi đi. Đi đi. Chị Vivi, anh Nhiên, chúc hai người hạnh phúc. Hai mươi tám năm trước, em đến với thế giới này. Sáu năm sau, anh đã bám gót em, cùng tới đây. Chúng ta cùng nhau lớn lên. Lần đầu giận dỗi. Lâm Nhiên, em có thể nghiêm túc chút không hả? Chữ này đã biết viết chưa? Em tự xem em viết thế nào. Em viết lại lần nữa. Lần đầu rung động. Dừng tay. Lần đầu hôn. Em làm gì vậy? Thì là có con muỗi trên mặt chị. Em chính là con muỗi đó đó. Rất nhiều lần đầu tiên đều là chúng ta hoàn thành cùng nhau. Em làm anh trở thành người tốt hơn. Vì vậy anh mong sau này tất cả những thứ lạ lẫm trên thế giới anh đều có thể tìm hiểu cùng em. Từ cuộc sống đến cuộc đời. Một năm bốn mùa. Bốn mùa như ban đầu.
Đường Vivi, gả cho anh nhé. Gả cho cậu ấy, gả cho cậu ấy, gả cho cậu ấy. Đứng lên trước đã. Sự tồn tại của cô đơn dùng để chỉ tự các cá nhân không có cách nào vượt qua được những rào cản khác trong cuộc sống. Vivi, đã tới thời khắc này, sao cậu vẫn còn học thuộc lòng hả? Rất nhiều người dùng cách thiết lập mối quan hệ thân mật để trốn tránh bản chất của sự lo lắng cô đơn. Nhưng nếu như em bằng lòng đồng ý với anh, thì chỉ có lý do. Chính là em yêu anh. Vậy mà anh lại dám đưa em tới đây. Lúc còn nhỏ khi anh không vui thì sẽ tới đây. Hơn nữa bây giờ trường đua xe này đã hợp tác với Hoàng Nặc rồi. Dù sao anh cũng phải đưa nữ chủ nhân của nó tới, nói lời tạm biệt với nó chứ. Vivi, đừng sợ. Mọi thứ đã bắt đầu lại từ đầu rồi. Có anh ở đây. Hơn nữa, anh là người đã có gia đình rồi. Loại thể thao mạo hiểm này sau này sẽ không phù hợp với anh nữa. Sau này thể thao mạo hiểm chỉ giới hạn lại với em. Đúng rồi, anh nhớ lại một chuyện. Chính là vào ngày sinh nhật đó của em. Không phải nói anh đang ở thư viện sao? Thật ra là anh ở đây đua xe. Lâm Nhiên, rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện giấu em? Vậy thì cần em dùng nửa đời sau tự mình tìm hiểu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.